Chuyển sang một thông tin khác. Đây là một thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đó là việc một thanh niên mặc áo grab chia sẻ câu chuyện với nội dung là có những người giả làm nhân viên y tế, cán bộ phường mặc đồ bảo hộ đi vào nhà dân gọi người dân ra test Covid-19. Nhưng mà sau đó nhóm người này đã tẩm thuốc mê vào que test khiến cho người dân mê man để lấy sạch tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin này. Ngày hôm nay 23 tháng 10, theo thông cáo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua mạng xã hội lan truyền thông tin cho biết vào buổi tối tại một gia đình ở đường Cách mạng tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh có ba người mặc đồ bảo hộ y tế đến yêu cầu test nhanh Covid-19 do nghi ngờ có người trong gia đình dương tính. Sau đó đối tượng sử dụng que thử thuốc, chuốc thuốc mê cho người trong gia đình và chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, lượng chia sẻ là rất lớn, gây hoang mang trong dư luận. Ba giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận huyện khẩn trương giả soát, xác minh. Đến nay thì công an thành phố khẳng định không phát hiện vụ việc như trên xảy ra tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Qua vụ việc này, công an thành phố khuyến cáo thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Công an đề nghị người dân chú ý nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời không lan truyền tin đồn không có căn cứ, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, xử lý các nguồn phát tán tin giả mạo gây hoang mang này.